tung tăng khắp miền. Xin chào quý vị và các bạn. Thưa các bạn, trong chiến tranh Việt Nam, quân đội Thái Lan từng trực tiếp đưa quân tham chiến ở chiến trường Nam Việt Nam trên danh nghĩa là đồng minh của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Nhiệm vụ chính của họ là đóng quân trên địa bàn để thực hiện những cuộc càn quét nhằm mục đích bình định vùng kiểm soát. Tuy không có nhiều trận đánh lớn xảy ra giữa hai bên, nhưng cũng ghi nhận có một trận đánh quy mô cấp tiểu đoàn giữa quân đội Thái Lan và quân giải phóng tại chốt vườn điều Bầu Nâu, nay thuộc địa phận huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Kết quả trận đánh này, quân giải phóng không chiếm được chốt và phải chịu thương vong lớn trước khi rút lui. Sau trận đánh, quân đội Thái đã gom xác của những chiến sĩ quân giải phóng chôn vào những hố chôn tập thể mà phải mất hơn 40 năm sau mới tìm thấy để đưa về an táng ở nghĩa trang liệt sĩ. Trong chương trình hôm nay, mời các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lịch sử quân đội Thái từng tham chiến ở miền Nam Việt Nam và đến để tham quan nơi họ đóng quân, cũng như là nơi xảy ra trận chiến chốt vườn điều Bầu Nâu xem hiện nay như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Bối cảnh mà Thái Lan quyết định trực tiếp đưa quân tham chiến ở miền Nam Việt Nam đó là vào những năm 1960, quan hệ giữa Thái Lan và Mỹ ngày càng được thắt chặt. Đầu năm 1962, sau cuộc họp cấp bộ trưởng giữa Mỹ và Thái Lan, hai bên đã ra tuyên bố chung và ký nhiều hiệp định, trong đó phải kể đến hiệp định tương trợ quân sự song phương. Sau khi ký hiệp định, viện trợ quân sự của Mỹ vào Thái Lan đã tăng vọt. Trong giai đoạn từ 1961 đến 1971, viện trợ Mỹ vào Thái Lan đã lên đến hơn 750 triệu đô la. Phần lớn viện trợ này dùng để hiện đại hóa quân đội Thái Lan. Đến nửa cuối năm 1964, được sự đồng ý của Thái Lan, Mỹ đã xây dựng một loạt những căn cứ quân sự, hải quân, không quân và hậu cần như là Udon, Ubon, Utapao. Tại Việt Nam, từ năm 1963, những diễn biến trên chiến trường ngày càng nghiêng về phía có lợi cho quân giải phóng. Kế hoạch chiến tranh đặc biệt của Mỹ đã không thực hiện được và có nguy cơ phá sản. Hưởng ứng lời kêu gọi của Mỹ, Thái Lan và những nước đồng minh khác của Mỹ trong khối SITO đã trực tiếp đưa quân vào tham chiến ở miền Nam Việt Nam. Ban đầu, người Thái đưa một đội tiền trạm có 16 người là những nhân viên kỹ thuật thuộc lực lượng không quân Hoàng gia Thái để giúp lực lượng không quân Việt Nam Cộng Hòa vận hành, bảo trì một số những máy bay, đồng thời huấn luyện cho các phi công sử dụng các máy bay chiến đấu. Đến năm 1965, Thái Lan đưa thêm một số quân thuộc lực lượng hải quân đến để giúp lực lượng hải quân Việt Nam Cộng Hòa sử dụng một số tàu tuần tiễu và tàu đổ bộ. Tháng 9 năm 1967, đơn vị chính quy đầu tiên của Trung đoàn Tình nguyện Hoàng gia Thái Lan đã đến Việt Nam. Trung đoàn này còn có tên khác là Trung đoàn Mãng Xà Vương. Địa bàn đóng quân là ở huyện Long Thành cũ, tỉnh Đồng Nai. Việc triển khai quân đội Thái Lan ở Việt Nam, các trang bị về vũ khí, hậu cần, kể cả lương bổng và tiền tử tuất đều do người Mỹ chi trả. Đồng thời, họ cũng nhận đào tạo một số sĩ quan của quân đội Thái. Sang đầu năm 1968, trong một lần ghé Sài Gòn, Thủ tướng Thái Lan lúc đó tuyên bố là Thái Lan sẽ gửi thêm khoảng 12.000 quân. Nhưng đó mới chỉ là dự tính. Thực tế, đến cuối năm 1967, quân đội Thái Lan ở Việt Nam có khoảng hơn 4.000 người. Sang tháng 8 năm 1968, Trung đoàn Mãng Xà Vương được rút về nước và thay thế trung đoàn này là Sư đoàn Hắc Báo được gửi sang từ tháng 7. Sư đoàn Hắc Báo gồm có các lữ đoàn bộ binh, các tiểu đoàn pháo binh và những đơn vị hỗ trợ, tổng quân số khoảng hơn 11.000 người. Toàn bộ lực lượng Thái Lan tham chiến ở Việt Nam đều đặt dưới sự điều hành tác chiến của Sư đoàn 9 quân đội Mỹ. Thái Lan cũng thành lập một ban tham mưu riêng
để chỉ huy các hoạt động của quân đội Thái trong khu vực đóng quân. Người Thái xây dựng căn cứ ở huyện Long Thành, Đồng Nai. Để thuận tiện ra vào căn cứ, người Thái đã cho xây dựng một con đường nối với lại quốc lộ 51. Ngày nay chính là đường Phùng Hưng, và cái ngã ba giao nhau đó gọi là ngã ba Thái Lan. Trong thời gian có mặt ở Việt Nam, Trung đoàn Mãng Xà Vương cũng đã chia đội hình ra làm nhiều các đơn vị nhỏ hơn để đóng giữ những khu vực trọng yếu trong khu vực. Một trong những chốt đó là chốt Vườn Điều. Đây là cái chốt mà bị quân giải phóng tấn công vào tháng 12 năm 1967. Trận đánh này tôi sẽ đề cập vào ở phía sau. Sau khi Trung đoàn Mãng Xà Vương được rút về nước, Sư đoàn Báo Đen được gửi sang và họ cũng đóng quân ở vùng 3 chiến thuật. Đây là địa bàn ít xung yếu, địa hình bằng phẳng, cường độ hoạt động của quân giải phóng trong vùng này là cũng không bằng các vùng khác, ví dụ như là vùng 1 hay vùng 2 chiến thuật. Nhiệm vụ của quân đội Thái Lan là phối hợp với lại Mỹ để thực hiện những cuộc hành quân quét và giữ, đảm bảo an ninh trong khu vực đóng quân. Vì vậy mà cái mức độ rủi ro và xảy ra va chạm lớn là gần như không có. Cũng giống như Trung đoàn Mãng Xà Vương, Sư đoàn Báo Đen cũng tổ chức các cuộc hành quân riêng lẻ, quy mô ở cấp phân đội và cũng đã gây không ít khó khăn cho quân giải phóng. Một trong những cuộc hành quân lớn nhất của họ trong suốt thời gian tham chiến là cuộc hành quân ở khu vực Bến Cam, nay là vòng xoay Bến Cam nằm trong khu công nghiệp Nhơn Trạch. Cuộc hành quân này, Thái Lan sử dụng một số tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn 2, và đây cũng là cuộc hành quân lớn nhất của họ trong thời gian có mặt ở Việt Nam. Ngoài các cuộc hành quân tìm diệt và giữ đất, Sư đoàn Báo Đen Thái Lan cũng tiến hành những hoạt động chiến tranh tâm lý như là làm đường, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người dân trong vùng, đồng thời cũng giải truyền đơn để kêu gọi tuyên truyền. Vì đặc thù là truy quét và giữ đất, nên trong các cuộc hành quân, quân đội Thái thường tuân theo một chiến thuật chung, đó là họ dàn hàng ngang có chiều sâu, tổ chức những phân đội nhỏ chứ không hành quân ồ ạt theo kiểu cấp trung đoàn hay là sư đoàn đánh chiến địa. Như vậy, quân đội Thái tham chiến ở chiến trường miền Nam Việt Nam bắt đầu từ tháng 9 năm 1967 và rút về nước tháng 3 năm 1972. Trong suốt thời gian tham chiến, đã có khoảng 350 binh sĩ Thái Lan tử trận và hơn 1.500 người khác bị thương. Đổi lại với việc đó, Thái Lan đã được Mỹ viện trợ kinh tế khổng lồ nhằm mục đích hiện đại hóa quân đội và phát triển đất nước. Đây là một trong hai con đường dẫn vào căn cứ của quân đội Thái Lan trước năm 1975. Đường này có tên là Nguyễn Khắc Hiếu. Một con đường nữa phía bên này là đường Nguyễn Hoàng. Từ đây mà ra đường Phùng Hưng khoảng hơn một cây số. Đến cuối năm 1973, đầu năm 1974, khi mà lúc bấy giờ quân đội Thái đã rút về nước, thì khu vực cũ của quân đội Thái Lan được phía Việt Nam Cộng Hòa xây dựng làm trường bộ binh Thủ Đức. Cho đến hiện nay, khu vực này vẫn là đất do quân đội quản lý và là doanh trại của một đơn vị bộ đội. Lối vào, một vườn cây rợp bóng mát. Ở đây cũng rất gần khu du lịch Giang Điền và khu công nghiệp Giang Điền. Nó nằm ở phía đông bắc, cách khoảng 10 cây số. Căn cứ quân sự trước năm 1975, bây giờ thì một phần cũng được sử dụng làm doanh trại bộ đội và một phần là những khu dân cư. Chúng ta thấy lối đi vào, một loạt các căn nhà xây dựng kiểu biệt thự rất đẹp.
Vì ở đây là đất quân đội nên bây giờ chúng ta cũng không thể vào tham quan được, mà chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn thôi. Đứng đây là nhìn thấy đường Nguyễn Hoàng rồi, chỉ cách khoảng tầm 200-300 mét. Giữa hai con đường này là có rất nhiều đường ngang thông nhau. Đường đẹp, sạch sẽ. Tên căn cứ quân sự của quân đội Thái trước năm 1975 có tên là Bear Cat Base. Không biết là dịch ra tiếng Việt ý nghĩa thì như thế nào, nhưng mà tên tiếng Anh là như vậy. Khu vực quân sự ngày xưa là rất rộng. Thời mà cuối năm 1973, đầu năm 1974, khi mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa chuyển trường bộ binh Thủ Đức từ đồi Tăng Nhân Phú về đây thì chỗ này còn có cả trường Thiết Giáp nữa. Về phía quân giải phóng, gọi trường bộ binh Thủ Đức của Việt Nam Cộng Hòa là căn cứ nước trong. Và tháng 4 năm 1975, ở đây cũng đã xảy ra những trận đánh rất khốc liệt giữa hai bên. Sau khi quân giải phóng chiếm được căn cứ nước trong này thì trường bộ binh Thủ Đức Việt Nam Cộng Hòa lại rời về đồi Tăng Nhân Phú, chỗ cũ. Và cuối cùng thì tan hàng ở đó. Một số trận đánh, những trận đụng độ giữa quân đội Thái Lan và quân giải phóng có thể kể đến như là trận ngày 19 tháng 9 năm 1967. Lính Thái Lan từ chùa Nước Nhĩ, bây giờ là Tịnh Xá Phước Hưng thuộc xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch đã càn vào xóm Hố. Lực lượng du kích xã đã gài mìn và chặn đánh, làm bị thương một số lính Thái. Tiếp đó, một tiểu đoàn thuộc Trung đoàn Mãng Xà Vương có xe tăng yểm trợ đã tràn vào xóm Hố để đánh trả thù. Ngày 26 tháng 9 năm 1967, quân giải phóng gồm tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 4 kết hợp với lực lượng của đại đội 240 bộ đội địa phương đã bao vây tấn công đồn Phước Long. Ngày 28 tháng 9 năm 1967, tiểu đoàn 1 lại nã pháo vào quân đội Thái đang đóng ở chùa Nước Nhĩ và làm một số binh sĩ thương vong. Đến tháng 11, Liên quân Mỹ-Thái Lan đã đổ quân đánh vào khu vực Bình Sơn. Chỉ trong một thời gian ngắn, Thái Lan đã thực hiện hơn 10 cuộc hành quân nhằm bao vây, càn quét. Để chống lại quân đội Thái, du kích các xã trong vùng đã dùng mìn kết hợp với những khẩu súng B-40 bắn vào các xe quân sự và những tốp của quân đội Thái hành quân. Những ngày cuối tháng 11 năm 1967, các đội thuộc vành đai diệt Thái của quân giải phóng ngoài tập kích, gài mìn, tấn công các xe quân sự đã gây thương vong cho quân đội Thái. Đổi lại, họ cũng phải chịu một số thiệt hại. Sau một loạt các diễn biến xảy ra trên chiến trường, đến ngày 20 tháng 12 năm 1967, tiểu đoàn 2, trung đoàn 4, sư đoàn 5 bộ binh quân giải phóng đã phối hợp với lại lực lượng trinh sát thuộc đại đội 240 đã tiến hành tấn công một tiểu đoàn của Trung đoàn Mãng Xà Vương Thái Lan đang đóng quân ở chốt vườn điều thuộc ấp Bầu Nâu, nay là xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch. Tại chốt vườn điều, ngoài một tiểu đoàn, quân đội Thái Lan còn được sự chi viện của các lực lượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa đóng ở những đồn xung quanh. Ngoài ra, còn có các trận địa pháo sẵn sàng chi viện của chi khu Nhơn Trạch và ở chùa Nước Nhĩ. Trận đánh mở màn vào tối ngày 20 tháng 12 năm 1967. Quân giải phóng dùng các khẩu cối bắn vào trong căn cứ. Sau đó họ tổ chức 3 mũi tấn công ở 3 hướng. Những phút đầu quân giải phóng chiếm ưu thế, còn quân đội Thái thì bất ngờ và hỗn loạn. Nhưng mà sau đó họ cũng đã dần dần củng cố và tổ chức lại lực lượng để chống trả. Đặc biệt trong căn cứ, quân đội Thái còn có một số những chiếc xe tăng được bố trí dưới công sự và lúc này bắt đầu tham chiến. Tình hình ngày càng diễn biến
theo hướng bất lợi cho phía quân giải phóng. Trên không, những máy bay rọi đèn để hướng dẫn cho quân trú phòng tập trung hỏa lực. Dưới đất, quân đội Thái ngày càng phản công mãnh liệt. Trận đánh kết thúc khi quân giải phóng không tấn công chiếm được căn cứ và chủ động rút lui. Hơn 100 chiến sĩ quân giải phóng đã bị thương vong. Sau trận đánh, quân đội Thái đã gom xác của những chiến sĩ quân giải phóng chôn vào những hố chôn tập thể xung quanh căn cứ. Nhiều năm sau trận chiến, Việt Nam đã mời các cựu chiến binh Thái Lan từng tham chiến ở chốt vườn điều sang để tìm vị trí chôn cất của những chiến sĩ quân giải phóng. Đặc biệt trong số đó, có một người từng là chỉ huy tiểu đoàn thuộc Trung đoàn Mãng Xà Vương Thái Lan đóng quân ở chốt vườn điều. Cùng với sự góp sức của những cựu chiến binh quân giải phóng, cuối cùng những ngôi mộ tập thể của các chiến sĩ quân giải phóng hy sinh trong trận đánh chốt vườn điều khi xưa đã được tìm thấy. Con đường phía trước mặt chúng ta đây là đường Hùng Vương, chạy trong khu công nghiệp Nhơn Trạch. Khu vực này ngày xưa gọi là chốt vườn điều Bầu Nâu, nhưng mà bây giờ thì đổi tên là ấp 5, xã Long Thọ của huyện Nhơn Trạch. Cũng có lẽ là nơi đây ngày xưa trồng nhiều cây điều hay sao. Bây giờ thì không có. Người dân trồng keo, trồng tràm. Trước mặt đây là đường Huỳnh Thúc Kháng. Và khu vực tưởng niệm liệt sĩ ngay tại hố chôn tập thể. Bây giờ người ta xây dựng cái nhà bia. Nhà bia đây. Ở đây thì cửa không có khóa, chỉ cài lại thôi. Và chúng ta đến tham quan hoặc là đến để thắp hương thì cứ mở cửa ra. Sau đó khi ra ngoài chúng ta sẽ khép lại cho họ. Quang cảnh xung quanh. Thực ra trong khu vực này là cũng rất ít nhà dân ở. Chúng ta thấy xa xa mới có một nhà. Kia là khu công nghiệp. Có một cái tháp rất cao. Và chính chỗ này, quân đội Thái Lan họ đóng đồn ở đây. Ngày xưa họ đóng chốt là xung quanh có những hàng rào kẽm gai, những bãi mìn chống xâm nhập, và các góc của chốt thì là có những lô cốt. Địa hình ở đây chúng ta thấy khá bằng phẳng. Chính vì là cái chốt đóng quân cố định, do đó quân giải phóng muốn tấn công vào đây là phải tạo các cửa mở, đặc công xung phong vào, sau đó là cắt hàng rào kẽm gai, gỡ mìn để cho bộ binh tiến vào trong. Nhưng mà chúng ta biết rằng là bởi vì lợi thế ở trong căn cứ, họ có hầm hào, rồi là đặc biệt quân đội Thái Lan còn có một số những xe tăng. Đó chính là mấu chốt của vấn đề. Ban đầu khi trinh sát là quân giải phóng không phát hiện được căn cứ của quân Thái Lan ở đây lại có xe tăng. Nên khi tấn công vào thì bất thình lình, những chiếc xe tăng ở trong các hầm trú ẩn đã bắn xối xả vào quân giải phóng. Hậu quả là quân giải phóng thương vong rất lớn. Cuối cùng là buộc phải rút bỏ, không chiếm được căn cứ. Nhà bia tưởng niệm, mặc dù nhỏ nhưng mà xây dựng cũng khá đẹp. Các mái cong xây kiểu đình chùa. Rồi phía trước là hai hàng cây cảnh
Tất nhiên chỗ nhà bia này không phải chính xác là ngôi mộ tập thể của quân giải phóng, mà ngôi mộ thì tìm được cái khu vực gần đây. Bởi vì cái khu này ngày xưa cái đồn của họ nó rộng tới 30 hecta cơ, chứ không phải là trong phạm vi nhỏ hẹp như chúng ta thấy bây giờ. Nhà bia xây dựng ở đây để cho dễ dàng mọi người đến thăm viếng. Vừa rồi tôi đã thắp hương để tưởng niệm những chiến sĩ quân giải phóng ngã xuống nơi đây. Chúng ta nhìn thấy trên bia tưởng niệm có một số thông tin. Ngày giờ diễn ra trận đánh giữa một tiểu đoàn và một đại đội của quân giải phóng với một tiểu đoàn của quân đội Thái Lan. Có cố vấn Mỹ và cơ giới chi viện. Trận đánh diễn ra một đêm, quân giải phóng có 80 người hy sinh. Bên cạnh đây, một tủ kính còn trưng bày một số những hiện vật trong quá trình mà đào khai quật mộ. Hộp quẹt, bình tông nước, võng ni lông, khăn quàng, ni lông choàng. Đây là đôi giày và bên cạnh là một đôi dép râu huyền thoại. Chúng ta thấy cái bình tông đựng nước mấy chục năm chôn dưới đất nó cũng bị rỉ và hư hỏng. Như lúc nãy tôi đã nói, trận đánh này quân giải phóng đã thất bại trong việc là đánh chiếm căn cứ của quân đội Thái Lan, hy sinh rất nhiều. Ngoài ngôi mộ tập thể 80 người ở đây, thì trong quá trình khai quật còn tìm được một ngôi mộ khoảng hơn 20 chiến sĩ quân giải phóng nữa. Tổng cộng là quân giải phóng hy sinh hơn 100 người. Các chiến sĩ quân giải phóng hy sinh sau khi tìm được mộ tập thể ở đây đã được khai quật và di rời về chôn cất trong nghĩa trang liệt sĩ xã Long Thọ. Nghĩa trang liệt sĩ Long Thọ thì gần đây thôi, khoảng vài cây số, gần với lại di tích địa đạo Nhơn Trạch. Đây là cổng vào nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhơn Trạch, nằm ở xã Long Thọ. Con đường trước mặt đây là đường rừng xác. Bên kia là đền liệt sĩ và đài tưởng niệm đặc công rừng xác. Bên cạnh đây là địa đạo Nhơn Trạch. Cũng giống như là thiết kế các nghĩa trang liệt sĩ của các huyện thị khác, đi qua cổng vào phía sau sẽ là một đài tổ quốc ghi công nằm ở chính giữa. Nghĩa trang cũng khá rộng. Hiện tại thì những ngôi mộ liệt sĩ hy sinh trong trận đánh năm 1967 với lại quân đội Thái Lan là đang được chôn cất ở đây. Từ ngoài cổng vào là ở bên tay phải. Trời âm u, chuẩn bị mưa rồi. Bên này mây đen kịt. Không biết có kịp quay xong không. Hy vọng là sẽ quay xong video thì trời mưa cũng được. Đây, chúng ta thấy có 5 hàng mộ trải dài toàn bộ ở bên phía phải. Phía trên những ngôi mộ
ghi là mộ liệt sĩ, chưa xác định được thông tin. Những dãy mộ rất dài, hơn 100 liệt sĩ mà. Phần mộ tập thể liệt sĩ tiểu đoàn 2, trung đoàn 4, sư đoàn bộ binh 5 và trinh sát đại đội 240 Nhơn Trạch, hy sinh trong trận tập kích quân đội Thái ở chốt Vườn Điều năm 1967. Mộ được quy tập làm hai đợt, 26 tháng 7 2013 và 31 tháng 8 2014. Chiến tranh rất thương tâm, khốc liệt. Như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu về lịch sử của quân đội Thái Lan tham chiến ở chiến trường Nam Việt Nam trước năm 1975. Ban đầu, Thái Lan gửi sang một trung đoàn có tên gọi là Trung đoàn Mãng Xà Vương. Sau khoảng một năm, trung đoàn này rút về nước và được thay thế bởi sư đoàn Hắc Báo. Họ đóng quân ở khu vực huyện Long Thành cũ, tỉnh Đồng Nai. Mặc dù có mặt từ trước, nhưng phải đến tháng 9 năm 1967 thì quân đội Thái mới có những đơn vị trực tiếp tham chiến trên chiến trường và họ rút toàn bộ về nước vào tháng 3 năm 1972. Trong suốt thời gian tham chiến, quân đội Thái Lan cũng xảy ra những trận đánh với quân giải phóng. Nhưng trận đánh lớn nhất đó là tại chốt Vườn Điều Bầu Nâu tháng 12 năm 1967. Trận đánh này, quân đội Thái Lan đã thành công khi giữ được chốt và đẩy lui quân giải phóng. Hiện nay, chốt Vườn Điều thuộc ấp Bầu Nâu xưa, những dấu tích cũ là không còn. Nhưng có một nhà bia được xây dựng để tưởng niệm các liệt sĩ quân giải phóng đã ngã xuống trong trận đánh không thành công năm 1967. Bây giờ tôi cũng xin dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.